chúng ta lại gặp nhau trong phần cuối cùng của bản tin FPNC Việt Nam ngày 24 tháng 7. Kính thưa quý vị, theo báo cáo của các cơ quan hải quan, việc triển khai hệ thống thông quan tự động đã ổn định tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp FDI tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang bị cưỡng chế dừng xuất nhập khẩu vì hệ thống này. Ghi nhận của phóng viên tại buổi tọa đàm giữa Bộ Công Thương và các doanh nghiệp FDI thành phố Hồ Chí Minh sáng nay. Thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 7, Bộ Công Thương đã tổ chức một buổi tọa đàm với các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Thì nhiều ý kiến đưa ra tại buổi tọa đàm này vẫn tiếp tục xoay quanh những cái vấn đề về thuế và hải quan trong khi thực hiện các cái thủ tục xuất nhập khẩu. Đáng ghi nhận, khác với báo cáo của Cục Hải quan các địa phương, nhiều doanh nghiệp FDI tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn gặp nhiều khó khăn từ khi chính thức triển khai hệ thống thông quan tự động, gọi tắt là VNAC Visit tại thành phố Hồ Chí Minh. Đơn cử như trường hợp công ty Samsung Vina, theo đại diện doanh nghiệp này, từ khi chính thức triển khai hệ thống thông quan tự động vào đầu tháng 6, doanh nghiệp này đã 3 lần bị cưỡng chế dừng thủ tục hải quan do hệ thống không cập nhật thông tin nợ thuế kịp thời. Các kiến nghị, các thư gửi đến các cơ quan liên quan là về chi cục hải quan đầu tư, rồi cục hải quan thành phố, kể cả tổng cục hải quan thì nhận được phản hồi rất là chậm và nói chung là chúng tôi rất là bức xúc. Cho tới khi hệ thống hải quan có thể tự khắc phục được thì lúc đó doanh nghiệp mới có thể làm tiếp được thủ tục hải quan. Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý thuộc Tổng cục Hải quan cho biết, hệ thống thông quan tự động là một bước tiến nhằm đẩy nhanh thời gian thông quan hàng hóa. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu vẫn còn nhiều bất cập. Sắp tới, Tổng cục Hải quan sẽ ban hành một văn bản hướng dẫn cụ thể đối với những trường hợp riêng biệt này. Hiện tại là với cái hệ thống VLAC là hệ thống tập trung toàn bộ dữ liệu và việc cập nhật dữ liệu là do Tổng cục Hải quan làm. Thì nó có điểm bất cập là nếu mà trong trường hợp mà hải quan địa phương cập nhật ngày hôm nay thì đúng là ngày hôm sau thì mới xử lý được, nó có dẫn tình trạng bất cập như vậy. Theo số liệu của Bộ Công Thương, sau 25 năm kể từ khi có luật đầu tư nước ngoài thì cái số lượng doanh nghiệp cũng như là cái tỷ lệ đóng góp của các doanh nghiệp FDI vào cán cân xuất khẩu của Việt Nam ngày càng tăng. Tuy nhiên, giá trị được tạo ra tại Việt Nam hay cái tỷ lệ nội địa hóa vẫn còn chưa được như cái cam kết ban đầu của các doanh nghiệp. Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê thì nhập siêu của Việt Nam trong tháng 7 năm nay gấp 5 lần tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu là do xuất khẩu bị chững lại trong khi nhập khẩu vẫn tăng. Theo Tổng cục Thống kê, nhập siêu tháng 7 lên đến 250 triệu đô la, gấp 5 lần so với con số 52 triệu đô la của tháng trước. Lý do để nhập siêu tháng 7 tăng cao là kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như nông sản, rau quả, hạt tiêu, cà phê giảm mạnh, trong khi nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên phụ liệu lại tăng. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng chỉ tăng 0,2% so với tháng trước, nhưng kim ngạch nhập khẩu lại tăng 2%, đạt 12,65 tỷ đô la. Đứng đầu trong nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn của Việt Nam là điện thoại các loại và linh kiện, tiếp đến là dệt may, giày dép, dầu thô. Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất là xăng dầu, gỗ, sản phẩm điện tử và linh kiện phụ tùng ô tô. Các mặt hàng này chủ yếu nhập từ Trung Quốc, Singapore, Thái Lan và Lào. Một khảo sát gần đây của mạng việc làm JobStreet vừa công bố cho thấy có đến hơn 80% người lao động tham gia cuộc khảo sát cho biết là đang không hài lòng với công việc hiện tại. Liệu tình hình nhảy việc có gia tăng mạnh vào cuối năm nay hay không? Cuộc trao đổi ngắn ngay sau đây với ông Nguyễn Xuân Trình, là giám đốc marketing mạng việc làm JobStreet sẽ nói chi tiết hơn về vấn đề này. Xin mời quý vị theo dõi. Thưa anh thì trong báo cáo của anh có đề cập đến tỷ lệ người không hài lòng với công việc hiện nay khá là cao. Nguyên do vì sao vậy ạ? Theo cái khảo sát hiện tại của jobstreet.com thì có đến 50% các cái ứng viên nghĩ là cái mức lương của họ nhận được không có đảm bảo được cái mức sống hàng ngày của họ. Trong đó có thêm 30% những cái ứng viên họ nghĩ là cái mức lương mà cái công việc mà họ, cái công sức lao động của họ bỏ ra thì nó cao hơn cái mức lương mà họ nhận được khá là nhiều. Trên thực tế thì cái mức lương cũng là một yếu tố khá là cạnh tranh để giữ chân lao động, nhưng nó không phải là cái yếu tố hàng đầu mà các cái nhà tuyển dụng thường hay dùng để giữ chân nhân tài. Ngoài ra còn một số yếu tố khác như là cái yếu tố về phát triển sự nghiệp, cái nghề nghiệp của họ sẽ được thăng tiến như thế nào. Đồng thời là những cái yếu tố về cái văn hóa doanh nghiệp có tạo được cái điều kiện cho nhân viên của mình phát huy tối đa được cái sức của họ hay không trong doanh nghiệp, thì đó cũng là một yếu tố mà doanh nghiệp cần phải hướng đến. Năm ngoái khảo sát về việc làm cho thấy rằng là tỷ lệ nhảy việc ở Việt Nam hiện đang khá là cao. Thì trong nửa đầu năm cũng như là những cái quý còn lại của năm thì JobStreet nhận định như thế nào về cái mức độ nhảy việc của lao động năm nay ạ?
So với cái thời điểm mà cùng kỳ năm ngoái thì cái số lượng mà theo khảo sát thì người ta có vẻ như là hơi chần chừ hơn khi mà quyết định để nhảy việc, tại vì cái kinh tế của Việt Nam mặc dù là phục hồi và các cái đơn vị doanh nghiệp họ cũng có những cái yêu cầu tuyển dụng cao hơn, tuy nhiên là nó vẫn trên đà tăng rất là chậm. Và các cái ứng viên khi mà theo cái khảo sát của JobSuite đó, thì họ cảm thấy là họ cũng không có hài lòng với công việc hiện tại, nhưng mà họ không có phải là muốn nhảy việc ngay lập tức. Thưa anh, thì trong nửa đầu năm 2014, lao động có bằng đại học và cao đẳng, tỷ lệ thất nghiệp đang là khá là cao ở cái nhóm này. Bởi vì chúng ta đang dư lao động ở mảng này hay là ứng viên không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng? Nói về thực trạng lao động thì hiện tại chúng ta thừa không thừa, nhưng mà thiếu cũng phải không phải là thiếu. Thậm chí đối với những cái ứng viên khi vừa mới tốt nghiệp ra trường, thì về bản thân các bạn vẫn, các doanh nghiệp vẫn rất là phàn nàn về cái chất lượng của các ứng viên khi các bạn mới ra trường. Có những cái kỹ năng mà các bạn vẫn chưa có thể trang bị được cho mình khi mà các bạn đi làm. Cụ thể thì xu hướng hiện nay các nhà tuyển dụng đang cần những ứng viên có những kỹ năng nào vậy? Nếu nói về kỹ năng thì nó sẽ rất là chuyên biệt vào ngành nghề. Tuy nhiên đa số các cái bạn sinh viên ra trường hiện tại thì các bạn khác thiếu về cái kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm ở đây có thể bao gồm cả những cái kỹ năng ví dụ như là về giao tiếp, về kỹ năng thuyết trình, thậm chí là những kỹ năng mà đàm phán với sếp thì các bạn hầu như khá là thiếu khi mà các bạn ra trường. Cái trông đợi của các bạn khi mà các bạn ra trường thì nó khác biệt hoàn toàn so với thực tế lao động tuyển dụng. Ví dụ như các bạn ra trường thì các bạn sẽ mong đợi là có 1 đến 2 năm thì các bạn sẽ trở thành một vị trí là manager, một vị trí là cấp cao chẳng hạn ở trong một công ty. Tuy nhiên là cái thực tế thì một cái người mà muốn trở thành một vị trí cấp cao thì họ sẽ phải làm khá là nhiều công việc ở phía bên dưới, đồng thời là các họ cũng phải va chạm khá là nhiều trong công việc đó, và cái thời gian không được định nghĩa bằng 1 hoặc 2 năm mà là theo cái tích lũy về kinh nghiệm của các bạn. Và xin cảm ơn. Sau khi Vietnam Airlines mở tuyến bay đến Seoul, Hàn Quốc hồi năm ngoái, thì nay đến lượt một hãng hàng không khác của Việt Nam đã mở tuyến bay Hà Nội - Seoul. Hôm nay 24 tháng 7, hãng hàng không Vietjet đã mở thêm đường bay Hà Nội - Seoul, Hàn Quốc. Theo thông tin từ hãng hàng không này, thì đây sẽ là chuyến hàng ngày được khai thác thời gian đầu với tần suất là 7 chuyến khứ hồi một tuần, thời gian bay mỗi chặng vào khoảng 5 tiếng. Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, thì trong 5 tháng đầu năm nay, lượng khách du lịch Việt Nam tới Hàn Quốc đã tăng 29,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, thì lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm cũng tăng 32%. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại chương trình này và góp ý cho chúng tôi qua trang web www.fvnc.vn hoặc www.youtube.com/fvncvietnam. Và bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.